Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với xe em shop. Mình là Dương. Đây là chiếc xe MT07 mới 2023 đó. Thì hôm nay mình lắp đặt đèn xi nhan. Thì xi nhan zin của xe MT07 nó là cái xi nhan 5 minutes later. Đây là xi nhan zin của MT07 các bạn. Thì nó rất là dài. Nó dạng này cũng phải 10 mấy phân á. Thì xi nhan này, chung là xi nhan này là led rất là sáng. Và có một điểm led tủ đây và chia ra xung quanh đây. Nó sẽ hất sáng xung quanh led này. Thì mẫu này sáng và rất là đẹp ha. Nhưng mà thì hôm nay khách qua bên mình đó là lên một cặp xi nhan của Spiderbit xi nhan M5. Đây xi nhan M5 nè các bạn. Thì xi nhan M5 này nó sẽ là nhỏ, gọn, sáng và cái body á nó sẽ là bản nâng cấp của M1. M1 đó là bằng nhựa, còn M5 á sẽ là thiết kế bằng nhôm. Cho nên là nhìn cái về cái độ thẩm mỹ thì nó sẽ sắc nét hơn M1, thì bản nâng cấp hơn ha. Thì tại sao lại thay qua cái xi nhan M5 này mà không dùng xi nhan zin? Trong khi đó xi nhan zin thì nó thứ nhất là ở chính hãng, cái thứ hai là về thẩm mỹ nó cũng cao nữa. Tại vì khách ở chung cư các bạn, ở chung cư đậu xe thì xi nhan này sẽ lòi ra như này. Thì do là dắt xe này kia là cứ bái vô cái xi nhan này là nó cứ bung ra ngoài hoài à. Thì khách muốn là không bị va chạm nữa, tại vì cứ dắt xe thời gian là cái này sẽ bị bể nè. Thì cái này đồ zin các bạn, đồ zin thì rất là mắc. Cho nên là cái phương án mà hợp lý nhất đó là thay qua một xi nhan nhỏ hơn nhưng mà độ sáng vẫn giữ nguyên. Đó thì là mình sẽ thay qua xi nhan M5 này. Thì khách thay là thay trước sau nha các bạn, thay trước sau luôn. Hiện tại mình đã thay xong hết rồi nhưng mà mình sẽ review về cái xi nhan cho các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ nói sơ về cái xi nhan này. Thì đầu tiên về phần body nè các bạn. Thì xi nhan này nó là xung quanh là đều nhôm hết, đều nhôm nguyên khối hết. Và phần mặt chip led này, thì mặt chip led này nó là một cái mặt ngang kiểu như phủ một lớp keo quá các bạn, một cái mặt ngang qua luôn. Thì nó sẽ lộ đó là ba chip led ở đây. Thì cái mẫu M1 cũ á nó sẽ là một chip led nhưng mà nó sẽ có một cái thấu kính hội tụ lại. Thì thấu kính đó sẽ gom những cái điểm sáng lại và bung ra ngoài. Thì đó là nó sẽ tạo ra cái độ chói. Nhưng mà cái mẫu này nó sẽ giảm cái độ chói nó xuống nha các bạn, giảm độ chói và tăng độ sáng lên, nghĩa là tăng cái về độ sáng của xi nhan lên nhưng mà không bị chói mắt quá nhiều. Về người đối diện thì xi nhan M1 nó chói hơi nhiều, nhưng mà chói nhiều thì độ an toàn cao nhưng mà sẽ gây khó chịu người khác. Nói chung là tùy về cái cách sử dụng của mỗi người thôi ha. Thì ở phần xi nhan zin nó nằm ở đây khoảng này các bạn, khoảng này. Nhưng mà lắp đặt xi nhan xe này á, các bạn sẽ cần đó là một cặp lông đền cho một cái xi nhan. Tại vì cái phần xi nhan zin á nó sẽ có cái cao su gài này các bạn, cao su gài ở giữa này. Thì các bạn bỏ vào sẽ là nó giữ chặt cái xi nhan luôn. Nhưng mà đối với khi mà bạn thay xi nhan là vòi, thay xi nhan này vào á là cái chân xi nhan này chỉ là cái ốc 8 ly thôi. Cho nên á là các bạn phải dùng một cặp lông đền. Thứ nhất á là sẽ có một cái lông đền nhôm này các bạn, nó nhìn nhôm đen trơn vậy thôi, là lóc ở bên trong. Rồi thứ hai là dùng một cái lông đền này, lông đền kiểu này để lóc bên ngoài và tạo về cái nhôm với lại nhôm thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó là một cặp lông đền lóc trong và lóc ngoài nha. Thì nó sẽ hơi tốn tiền hơn một xíu nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Đó, thì mỗi bên là một cặp, thì xe này sử dụng tới 4 cặp lông đền lận. Và lông đền thì bên mình cũng có rất nhiều loại nha các bạn. Nên lông đền nếu mà hiện tại bên mình thì có 4 loại chính. Thì lông đền thứ nhất là cái màu đen trơn như thế này, dành cho bạn nào thích đơn giản. Cái thứ hai là lông đền cái chữ Rambo mà ra không phải của Rambo đâu các bạn, nó khắc lên cho đẹp thôi. Thì lông đền này cũng là CNC thì nhìn kiểu cách nó cũng đẹp hơn một xíu. Cái thứ ba là có hai loại nữa là lông đền của Spiderbit. Thì đây là lông đền Spiderbit, nó sẽ có hai size, loại nhỏ và loại lớn, thì tùy vào cái lỗ của xe nha. Các bạn dùng lông đền này cũng được, nhưng mà do xe này á mình sẽ dùng lông đền đơn giản này cho nó phù hợp lại cái form xi nhan hơn. Đó, thì đưa lông đền này vô thì nhìn nó hơi to, hơi cầu kỳ một xíu, cho nên là quyết định là dùng lông đền này. Thì nó sẽ có hai mẫu lông đền này nữa dành cho các bạn. Thì những lông đền này nó xài chung một loại xi nhan hết, không có, nó không có kén chọn xi nhan nữa các bạn. Đó, lông đền nhỏ, lông đền lớn các bạn tùy chọn nha. Và một cái hay ở đây nữa là khi mà các bạn thay xi nhan á, thay xi nhan thì không cần phải thay cục chớp nha. Không cần phải thay cục chớp, tại vì zin của xe MT07 này cục chớp nó đã là chớp được led rồi, và xi nhan này cũng là xi nhan led rồi, cho nên là khi thay xi nhan mới vào các bạn không cần phải thay chớp nữa, là thay vào thôi là xong, không cần thay đổi điện bên trong. Đó, nói chung là nó sẽ rất là đơn giản, không giống như những dòng xe mà sử dụng cái bóng xi nhan halogen á, các bạn phải thay cục chớp mới vào. Thì xe này nó đã có sẵn luôn cái phần chớp led rồi, cho nên là không cần phải thay chớp, chỉ cần thay xi nhan vô là xong. Nói về xi nhan thì xe này sẽ có một cái chế độ là chế độ đổ xe. Nói tiếng Việt thì các bạn nhiều khi tiếng Anh đọc hơi ngu mà đọc không chuẩn nữa. Chế độ đổ xe nghĩa là sao? Khi bạn mở khóa lên nè, ở bên tay phải dưới nút đèn sẽ có một nút hai da.
để nút hai gia nè. Đó, nhưng mà khi các bạn muốn chế độ đổ xe giống ô tô á, các bạn bật hai gia lên nha. Các bạn tắt chìa khóa đi. Đó thì cái phần hazard này nó vẫn được bật lên cho các bạn. Nó vẫn được bật lên thì đây là chế độ đổ xe để cho nói chung là cảnh báo xe đang đổ để chung tránh va chạm á, kiểu vậy các bạn. Thì đây chức năng này muốn tắt đi các bạn sẽ mở khóa lên và tắt nó đi. Đó là chế độ đổ xe. Thì những dòng xe phân khối lớn đa số đều có chức năng này mà nhiều khách còn không biết dùng nữa cơ. Thì nếu các bạn muốn thử các bạn bật hazard zin trên xe, bật lên xong rồi tắt chìa khóa đi. Nếu mà nó còn sáng thì nó sẽ có chế độ này, còn nó không sáng á thì nó sẽ không có chế độ này và nó chỉ là đơn thuần là hazard thôi. Chế độ này khá là hay á, chắc gắn winner được á. Thì về nói chung là khi mà các bạn thay xi nhan này vào các bạn, các bạn đầu tiên là các bạn bắt buộc phải làm là nối dây nha. Tại vì đây là xi nhan sau nè, từ phần dè lên cái phần xi nhan ở dưới yên này thì cái giai đoạn dây rất là dài, cho nên là các bạn phải nối dây. Tại vì dây xi nhan này nó có một khúc à, không có đủ chiều dài lên tới trên xe thì cho nên là làm phải nối dây nha các bạn. Thì nếu các bạn muốn lắp đặt á, thì nên qua shop mình lắp, thì lắp này cũng nhanh, thì khoảng một tiếng đồng hồ là xong à. Thì cái này bạn được thì bạn nên ghé qua shop để tụi mình hỗ trợ các bạn cho nó nhanh hơn nha. Nhiều khi lắp ở nhà các bạn không có nối dây của keo, không có jack cốt thì để nối á, thì nó hơi bất tiện trong quá trình làm xe. Cái mẫu xi nhan M5 này á là các bạn lắp được hầu hết các dòng xe có xi nhan rời nha. Winner, Edge Rider, Sage, những cái dòng xe nói chung là tất cả dòng xe xi nhan rời các bạn đều lắp được hết. Thì xi nhan này khoảng 250.000 đồng một cặp thì nó rất là rẻ, cho nên là với lại nó chính hãng của Sabaribit, cho nên là bạn lắp được nhiều dòng xe nó không kén xe nha các bạn, không kén xe và dễ lắp đặt nữa. Nói chung là rẻ, bền, đẹp thì một cái tiêu chí của Sabaribit. Thì ok, thì đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn thắc mắc gì bạn hãy comment bên dưới nha. Bye bye.